đã cực gắt khi bị chỉ trích nằm vật vã ở sân bay. Xin mời các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Vừa qua vào sáng ngày 3 tháng 3, Tuấn Hưng đăng tải loạt ảnh ghi lại giây phút nghỉ ngơi sau chuyến lưu diễn tại Mỹ. Không phải phòng ngủ hạng sang hay giường ấm đệm êm, nam ca sĩ nằm trên băng ghế, mặt sàn sân bay và ôm gói ngủ ngon lành. Nam ca sĩ đính kèm dòng chia sẻ, sau 3 show liên tiếp, tức gần như 5 đêm không ngủ, hoặc có ngủ cũng chỉ là nhắm mắt hờ, chờ tới giờ ra sân bay. Xong xuôi thì cơn buồn ngủ nó ập tới, được cái bên đây cũng chẳng ai biết mình là ai, nên bạ đâu ngủ đó. Nghệ sĩ chúng em ngoài những cái rất sướng thì cũng còn rất nhiều cái khổ lắm. Nói gì nói, tụi em chân thành cảm ơn các anh chị bầu show và khán giả của cả 3 show đã tạo công ăn việc làm cho chúng em khi mà Corona cướp hết show của bọn em ở nhà rồi. Hình ảnh giọng ca nắm lấy tay anh vật vã ở sân bay nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ phía dư luận. Bên cạnh bình luận động viên, khuyên nam ca sĩ nên giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang nơi công cộng trong mùa dịch bệnh, thì nhiều người lại cho rằng hình ảnh của Tuấn Hưng kém duyên, không phù hợp với người của công chúng. Không những thế, ông bố ba con còn bị cho là thiếu lịch sự, khi không lại cởi giày và nằm dài ra ghế dành cho người ngồi. Sau khi bị cộng đồng mạng góp ý, nam ca sĩ Tuấn Hưng mới đây có động thái đáp trả. Anh cho rằng, sân bay nếu người đi mệt mỏi thì có thể tìm chỗ ngồi, nằm hoặc dợp mắt một chút. Ai chịu khó có thể mang theo gói nằm cho sướng. Bởi với những đường bay dài từ 4 đến 5 tiếng, kèm thời gian ngồi chờ 2 tiếng thì sẽ không chịu nổi. Cụ thể, Tuấn Hưng viết, mấy bạn chỉ giỏi cào bàn phím cho nhanh thôi. Đã đi nước ngoài hay đi Mỹ chưa? Ở những nơi này, người đi phi trường mệt mỏi, thiếu ngủ có thể tìm chỗ ngồi cho mình, nằm, thậm chí là chợp mắt một tí. Chịu khó mang gói theo mà nằm cho sướng. Bay đường dài toàn từ 4 đến 5 tiếng, chờ đổi máy bay thêm 2 tiếng nữa chịu nổi không? Các bạn chịu chứ tôi thì không. À mà còn vụ đi giày nằm ngủ thì cũng tâm lý ở nhà mà. Tháo ra để xuống mà ngủ dậy đi đất về à. Khổ lắm. Bên Tây tôi thấy người ta như vậy là bình thường. Sân bay nào cũng thế. Nhưng không thấy tiểu bậy vứt rác lung tung nhỉ. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.